cuộc sống đôi khi đặt ra cho chúng ta những thử thách mà chúng ta không thể ngờ tới tôi nhớ có một lần tôi phải hoàn thành một dự án lớn trong thời gian rất ngắn áp lực đè nặng lên vai nhưng tôi biết mình không thể bỏ cuộc đầu tiên tôi ngồi xuống và phân tích công việc tôi liệt kê tất cả các bước cần thực hiện từ việc nghiên cứu thu thập tài liệu đến việc hoàn thiện bản thuyết trình việc này giúp tôi có cái nhìn tổng quan và không bị choáng ngợp bởi khối lượng công việc tiếp theo tôi chia nhỏ từng phần việc ra thay vì nghĩ đến toàn bộ dự án tôi chỉ tập trung vào từng bước một điều này giúp tôi cảm thấy dễ thở hơn và có thể hoàn thành từng phần một cách hiệu quả tôi cũng không quên đặt ra thời hạn cho từng phần điều này tạo động lực cho tôi làm việc nhanh hơn trong quá trình làm việc tôi nhận ra rằng việc giao tiếp với đồng nghiệp cũng rất quan trọng tôi đã không ngần ngại hỏi ý kiến và chia sẻ tiến độ của mình họ đã đưa ra những gợi ý hữu ích mà tôi chưa nghĩ tới sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh giúp tôi cảm thấy không cô đơn trong hành trình này cuối cùng khi dự án hoàn thành tôi cảm thấy một niềm vui và tự hào không thể diễn tả tôi nhận ra rằng những công việc khó khăn không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để chúng ta trưởng thành và học hỏi hãy luôn nhớ rằng mọi khó khăn đều có cách giải quyết chỉ cần chúng ta kiên nhẫn và quyết tâm